sức khỏe xong dây kính chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ cùng ở nhà mình xem cái túi chườm đa năng trên vỏ hộp niêm yết giá là 130.000 ha, của hãng Myrolife, một hãng rất là lớn về thiết bị y tế. Cô chú anh chị thấy mình có một cái túi đơn giản như vậy. Thì cái túi này phù hợp cho những ai ở nhà, đặc biệt là có em bé ha, thì mình nên dùng những cái túi như thế này. Và phụ nữ, ví dụ giống như mình cần chườm nóng thì mình cho cái nước ấm vào đây khoảng tầm 40 độ ha, hoặc là chườm lạnh thì mình cho nước đá nhỏ vào đây. Đó, để nhà thấy mình khi mình cho vào thì nó sẽ bung ra như này nè, nó tròn như này ha, mình có thể chườm. Đó, cái này là thiết bị y tế nên là nó rất là tốt cho sức khỏe ha, và hàng đảm bảo chất lượng của chú anh chị nghe. Đó, mình thấy không, nó rất là gọn nhẹ, mình mua thì mình có thể xài được lâu dài. Nó rất là kính, kính hơi nghe không. Đó, mình có thể cho nước ấm vào hoặc là nước lạnh vào ha. Rồi, đây là của hãng Myrolife, 130.000. Rồi, đây là một sự lựa chọn lựa cho bà con ha. Ngoài thị trường thì có rất là nhiều dòng chườm nóng và chườm lạnh, nhưng mà Hoàng Sơn thấy đây là một cái dòng đa năng gọn nhẹ, mình có thể sử dụng khi nhà có trẻ nhỏ và phụ nữ ha, hoặc là đặc biệt đối với người lớn tuổi cần chườm ấm chườm lạnh khi cần, rất là gọn ha. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình.